Rồi, hello tất cả các anh em và mời anh em trở lại với tựa game Sinh Tồn Above Snack cùng VND Gaming. Hôm bữa thì tôi đã được ông trưởng làng anh em ổng mời cho tôi là coi như là ổng tôi muốn đi gặp một cái bà trưởng lão để mà hỏi thêm cái câu chuyện đi đến cái làng Crop Street đó anh em. Thì ổng nói là tôi phải hút một cái điếu cày này đi. Nên ổng kêu tôi là hãy phê pha đi thì mới có thể xuất hồn để gặp đi gặp ông bà ông vải được. Thì bây giờ tôi trước khi đi để tôi chuẩn bị coi như là ăn uống cái rồi anh em, tôi còn cái gì tôi sẽ nấu hết nha, tại vì có khi là mình sẽ phải mình hút cái đó mình sẽ đi mê man khá lâu mà anh em, coi như là nếu như mà trở coi như mà thức dậy thì có thể sẽ rất là đói, cho nên là tôi phòng hờ luôn. Ok, ăn như vậy là đủ. Và kỳ này trong cuộc hành trình tập này thì tôi sẽ có thêm em chó sói nha anh em, đấy rất là coi như là không còn cô đơn nữa nha. Rồi bây giờ thì để tôi hút thử xem. Sáng sớm là một điếu này thì đúng phê rồi đấy mà. Smoke. Ôi chà, ai chà, đấy thấy chưa anh em. Ô và đây là một cái bảng thị trấn Crop Street nè anh em. Ô đây là con mẹ trưởng lão à. Đâu, để tôi xem. Hello bạn. Hello bà già. Ê hello cái con mắm hùng à. Cái con này sao nó vô tri chơi chơi vậy anh em. Nói chuyện với nó mà nó cứ tỉnh bơ vậy, không hiểu như thế nào á. Là nó muốn tôi đấm vào mặt nó. Ê bạn ơi, ủa tại sao không nói chuyện gì được vậy anh em? Không lẽ thuốc này phê này nó không đủ phê, nó không hiệu nghiệm? Ô hay là sao ta? À bấm F anh em, tôi cứ tưởng là phải có cái dấu hỏi thì mới nói chuyện được chứ. Rồi xin chào Ayana. À, đang chờ đợi con. Con có câu hỏi dành cho ta, con hãy đợi đi và đừng bao giờ hỏi. Bà không muốn trả lời. Cái tôi xem đây là tôi không cần biết, tôi sẽ hỏi coi cái con vô chủ đề chính luôn em. Cái con chó sói mắt xanh đó là con gì? À chà, bà nói là coi như là con người, những người dân đang cần có sự giúp đỡ và tôi có sức mạnh để mà có thể giúp bọn họ anh em. Ôi mình là người được chọn chăng? Bà này bà có một cái mảnh vỡ gì cho tôi nè anh em. Và một mảnh vỡ đó là đã có từ rất xưa rồi. Và nếu như mà tôi ráp những cái mảnh vỡ đó lại thì nó có thể soi sáng đường phía trước cho tôi. Hãy đi đi Ayana, hãy thay đổi những thứ xung quanh con, hãy giúp những người ta, hãy lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát. Ok mẹ đúng là phê pha. À tôi được một mảnh gì nè anh em, một cái mảnh vỡ bí mật thần bí. Ok a chà, tỉnh dậy cái thấy chưa đủ phê nè, hay là cho tôi một miếng nữa coi, tôi muốn hút để gặp lại bả coi. Ok để xem ông nói cái gì. À cái bà đó tên là Mohinkan nha anh em. Đây hình như là ở đây nè anh em, ông trưởng làng hỏi tôi có hai lựa chọn nè. Một là tôi sẽ nghe theo lời của cái bà già đó đi giúp những cái người cùng khổ, hai là tôi sẽ đi làm tiếp nhiệm vụ đi tới cái Crop Street luôn. Ok nếu vậy thì bà nói là ông nói là nếu như mà tốt nhất là tôi nên nghe lời bà, bởi vì bà là trưởng lão. Đây nhưng mà nhiệm vụ tôi vẫn muốn hỏi đi tới làng Crop Street đi, mình giúp bạn của mình trước cái đã. Ok, tôi đã quyết định đi tới làng, tôi sẽ không đi theo cái tiếng gọi của bả nha anh em. Nếu như vậy thì đây tôi đã có một cái dụng nhiệm vụ mới, The Invade Range. Đây là một cái trang trại đang bị tấn công anh em. Ok, nếu vậy thì mình sẽ đi về mình mở map cái nha anh em. Thực ra thì tôi nghĩ là hai cái nhiệm vụ anh em, cho dù mình chọn cái nào thì nó cũng sẽ quy về một mối thôi, chỉ có điều là nó sẽ tách cái hơi hướng ra một tí anh em. Chủ yếu là nó sẽ cho mình tới cái vùng nào trước sau thôi, chứ nó cũng chẳng có liên quan tới, nếu mà nó không ảnh hưởng tới cái kết cục của câu chuyện lắm đâu. Ủa có một con zombie nó đang mò mò ở nhà tôi kìa anh em. Ok lại chơi đi chứ không thôi mẹ nó lại cạp nhà tôi mất. Mày quên, cầm cái này lại chặt luôn đi, để phí cung quá. Mày nè. Ôi nhưng mà con chó của tôi chỉ có chức năng đẹp thôi anh em, chứ nó không có đánh phụ tôi được. Ok, để cho nó đi theo cũng vui. Rồi, nếu vậy thì để tôi xem cái cái khu vực này cần tới 4 cái Iron Ore lận. Và nó mở thêm một cái khu vực mới là anh em Pyre Farmland. Cái vùng này là cần phải có sắt rồi anh em. Nếu như mà sắt thì mình hình như mình phải đi qua vùng tuyết đấy. Đây tôi sẽ đi chiều rồi, nhưng mà tôi sẽ đi ban đêm luôn để tranh thủ thời gian nha anh em.
Đây Iron Ore thì nó có ở nhà của cái thằng này nè anh em. Nếu vậy thì tôi đặt thêm mấy cái nữa được không? Snow Forest. Đây nếu như tôi đặt ngay đây thì được không? Đây tôi nghĩ tôi đặt thêm một vùng ngay đây xem em, để xem có Iron Ore không. Đây có Iron Ore nha, hay lắm. Rồi, tha hồ mà khai thác thôi. Con game này anh em, ngoài mình mở ra những cái ô để mà làm nhiệm vụ chính ra thì cũng phải mở những cái ô để đi tìm kiếm nguyên vật liệu luôn nha. Và trời cũng đã tối rồi anh em, mẹ cái con thỏ chạy mà làm tôi hết hồn. Và hình như là cái xác suất tính ra nguyên liệu nó sẽ random á anh em, nhớ cái dùng băng tuyết này không? Có chỗ nó ra coi như là một con chim cánh cụt, nhưng mà có chỗ nó ra tới ba con chim cánh cụt luôn anh em, thấy không? Tôi nghĩ là hên xui. Rồi Iron Ore tôi nghĩ là đủ rồi đó anh em. Rồi để tôi trở về tôi mở luôn. Ê, ở đây có một con zombie nè, hay lắm. Để tôi lại tôi tranh thủ lấy đồ. Ôi một con zombie đỏ. Mày nè, mày nè, hai phát thôi con. Ok đấy, zombie nó rớt mấy cái răng thúi để mình làm về lấy cái sâu chuỗi tăng sức mạnh đánh với lại máu cũng khá hữu dụng quá anh em. Mày nè, mày nè, mày nè, ba phát anh em. Con màu đỏ mạnh hơn nha, ba phát. Ok, mỗi lần mà đánh zombie mà loot anh em, kiểu như là tôi bị sợ zombie ấy, cho nên là cái tinh thần của tôi giảm ghê lắm. Ui mẹ, một đám được rồi anh em ơi. Để tôi vô tôi xử tụi nó luôn, phải không ta? Ui zombie thùng nổ, đây anh em xem tôi này, bắn chết bà zombie thùng nổ. Thùng nổ nè. Ui chết mẹ. À, hai phát chết một con thùng nổ anh em. Nào, mày lại đây. À chà. Đánh tới sáng luôn. Ồ tới sáng là tôi biến mất anh em ơi. Ồ và xác thằng này cũng mất luôn. Ây, chưa kịp loot nữa thật cả. Đây nhưng mà tôi nghĩ là mình phải tôi nghĩ là mình đi ngủ một tí đi anh em. À không, mới sáng sớm mà ngủ quà quà gì. Tôi sẽ ăn mấy cái trái mà có đây à. Nấm rơm sẽ tăng sanity này, hay lắm. Ok luôn. Rồi để tôi mở luôn cái dùng invirang rồi đi anh em. Cái dùng này thì tôi nghĩ là chắc sẽ ấy da, dùng đất mới à. Tao mở luôn cái vùng à. Cái này thì cần flint à. Cũng được, flint thì dễ chế thôi. Flint thì chỉ cần có đá là được rồi anh em. Ồ thiếu đá. Đây tôi qua tôi farm luôn. Ok, đã có flint sẵn luôn rồi. Rồi nếu vậy thì mình đi đi vô mở luôn. Đây. Ok, cái này kiểu như nó sẽ làm cầu nối anh em. Cái dùng Pyri Farmland. Pyri là vùng nào? Pyri hả? Là vùng này à? À, Pyri là cái vùng vậy là phải trên này nè anh em. Ok, nếu vậy thì để tôi đặt một mảnh xem. Invirang mình có đặt sẵn cái đây được không ta? Thẳng trên đây luôn em, được không? Ồ, chưa được hả? Vậy nó phải có liên đới với một vùng farmland nữa. Ok, để tôi xem lại nha. Cái này nó phải liên đới với lại một cái vùng nào đó đúng không em? Bởi vậy nó mới mở cái fairy farmland nè. Nếu vậy thì tôi sẽ đặt nó ở... À, đây anh em. Chắc chắn là nó phải ra đây thôi. Ok. Rồi, tôi sẽ đặt tới cái vùng farmland là ở phía này. Tại vì cái này nó sẽ bốn phía là farmland hết, cho nên là không thể nào đặt dính với mấy cái phục này được anh em, cho nên là phải để nó một vùng riêng. Ok. Ái chà, zombie nó đã đóng quân ở đây rất nhiều rồi. Ra tôi sẽ lên đường đi anh em, mình sẽ đi qua đó luôn. À đây tôi có thể chạy về nhà để mà phát qua bên đó anh em, cái chỗ bưu tá nó cũng gần đó mà. Ok qua luôn. Đây anh mày có cà rốt mà. Cho anh qua ba xin farm. Ủa ba xin farm đã đâu anh em? Là ngay cái chỗ làm nhiệm vụ luôn đúng không? À nó có sẵn luôn này, hay lắm. Nếu giờ bây giờ thì tôi sẽ vào chơi với nó luôn em ơi. Định gì cử vô chơi mày. Ủa làm sao vào? Đây rồi. À mà có người ở đây nè anh em. Ô từ từ để tôi hỏi xe chuyện xem. Ba xin beat. Ok. Ui ui cuối cùng cũng có người ở đây. Ông không ngờ là ở đây vẫn gặp được người bình thường nha anh em. Hình như ông sống đây có một mình à.
Ok, bây giờ mình sẽ giúp ổng coi như là đánh đuổi cái đám zombie này để mà ổng có thể đem lại mấy con bò, đi lấy mấy con bò trở lại đây để mà nuôi nha anh em. Ok, cái này thì dễ thôi, có gì đâu, mấy con này thì bèo lắm anh em. Hai phát là chết đâu. Mày nè, nào, sói lại cắn ống quần nó cho anh. Ít nhất cũng phải có cái chuyện gì là, ê, có gà kìa anh em. Vậy là có thịt gà không? Tôi thử tôi lại chặt gà ổng xem. Mày quét mà quét cái gì? Hay lắm. Lấy được lông gà, trứng gà luôn nha. Tôi nghĩ vậy ơi. Thôi cũng lấy được thịt rồi anh em ơi. Ok, đã xong nhiệm vụ. Nhưng mà tôi vô nhà thằng cha này xem. Cha này có gì không anh em? Thằng cha này không có chỗ ngủ à? Ô, cái này hình như chỉ là lo nè. À, tôi lấy được bột mì nè anh em. Có cả bắp ngô nữa nè. Ô, nhiều thứ quá. Wow. Ủa mà vô đập đá phá bình nhà người ta luôn. Lấy đá anh em ơi. Vậy bên này lấy được không? Bên này lấy rồi. Ô, lấy được phân bón này. Hay lắm. Lấy được cái gì lấy sinh tồn mà anh em. Và hình như là ổng có bán cả. Để tôi lấy thử luôn cái. Không lấy củ cải, không lấy rau được anh em ơi. Ok, đã xong rồi nha. Mẹ, bây giờ ổng xong rồi. Ổng lại bắt mình coi như là giúp ổng xây dựng lại cái chỗ, cái trang trại này nữa anh em. Mẹ bà nó chứ, lại làm Oshina. Chà, nhưng mà quốc ben có nghĩa là nó kế, nó bắt tôi phải chế lên level 5. Mà level 5 thì cần phải có đất sét, cần phải có clay anh em. Đây, clay thì nó nằm ở vùng này nè. Nhưng mà sao tôi không thấy cục nào vậy? Chết mẹ, đây tới tối luôn. Hình như là, à đây này anh em, clay này hay lắm. Nếu vậy tôi sẽ đem ra tôi xài ngay. Bởi vậy tôi chế cái xẻng này là đúng rồi. Ok, ở lộn. Nào. Ok, ngon lạnh anh em. Và ở đây có một clay. Nếu vậy thì bên đây, đây rồi, bên đây có thêm một clay nữa nè. Đây để tôi về xong tôi phát về tôi ngủ luôn em. Ok luôn. Mà cái mấy cái thùng này còn gì không? Ai chà, có nước, có ba cái đồ linh tinh này. Ok, tôi nghĩ là mình chạy về mình ngủ được luôn rồi đó anh em. Đây, càng ngày càng để tôi trở về nhà đây. Nói chung là càng ngày càng mở rộng map cho nên là có được con ngựa này đúng là đỡ biết bao anh em à. Đâu, nếu như vậy thì nâng cấp cái workbench thì phải vô đây đúng không? Rồi, đã có, tôi sẽ nâng cấp luôn. Ok, lên level 5 và tôi đã có thể nâng cấp nhà để lên level 5 luôn nha anh em. Để tôi xem cái nhà của tôi đang là level mấy. Đây, nhà của tôi đang level 4 anh em. Ok, nếu vậy tôi xây thêm một tí nữa sẽ lên level 5 được nha. Đây, nhưng mà cái gì làm trước thì phải làm. Tôi sẽ chế một cái new fan. Fan là hàng rào. À, là cái này anh em. À, và lên level 5 tôi đã có thể có một cái giếng. Xây dựng một cái có xe gió, cái gương và những cái cây trồng rồi nha anh em ơi. Quá đã luôn. Đây, nếu vậy thì bây giờ tôi sẽ xây wooden plank trước thử xem. Ủa lộn, wooden plank thì phải vô mấy xẻ gỗ chứ. Wooden plank đây. Ok, rồi để tôi xem. Chế đây tôi chế cái giếng trước đi anh em. Đúng rồi, xong rồi còn dư thì mình mới chế fan nha. Tôi không biết ông kia ổng cần bao nhiêu cái cho nên là tôi chế hai cái luôn cho ổng đi. Bây giờ tôi sẽ mang cái đây, giếng nước thì mình sẽ để ngay trước cửa nhà phía này đi anh em. Ok, để tôi xem một lần lấy nước bao nhiêu nha. Wow. Á chà, được hai nước luôn em. Còn đây, nhưng mà bây giờ tôi lại đang tôi nghĩ là tôi sẽ phải ăn ăn cái gì đó để nâng cái mức đây ăn cái bắp đi. Tôi phải nâng cái mức tinh thần của tôi lên. Bởi vì bây giờ thì mình chưa có ngủ được anh em. Ok, nếu vậy thì tôi sẽ chờ cho tới tối tôi ngủ rồi mai lên đường luôn đi anh em. Đây, tôi cũng sẽ chuẩn bị luôn một vài thứ để mà nâng cấp cái nhà của tôi lên luôn. Để tôi xem. Đây, tôi mới bắt cá. Ok, tôi sẽ ra cá ra nha anh em. Đấy, có một đống cá tha hồ mà nấu. Xong rồi bây giờ đây để tranh thủ nấu luôn 10 miếng cá. Ok, tôi sẽ bỏ cá vào hết đi anh em. Đây, nếu như mà cá bỏ với cá cà phê thì được không? Không được anh em. Cá làm sao mà chung với cà phê được. Bỏ Winterberry vô cũng không được luôn. Ok, tôi nghĩ là cá là chỉ có bỏ cá vô thôi anh em.
Ok, rồi còn một miếng này thì tôi sẽ ăn sống. Bây giờ thì tôi sẽ xây dựng những cái đồ để nâng cấp căn nhà lên. Bằng cách đây, hồi nãy là tôi xây cái well, cái giếng rồi. Bây giờ tôi đã có đủ để xây cái windmill anh em. Xong rồi tiếp tới là một cái đèn cầy cho nó đẹp hơn. Ok, vào vào xem nha. Đèn cầy tôi nghĩ là để trong thì cũng đẹp đó anh em, nhưng mà đúng là để trong thôi, không có để ngoài được nha. Nếu vậy thì tôi sẽ để ngay đầu giường của tôi nè, ngay đây đi. Ok rồi, bây giờ thì ra cái cối xây gió. Cối xây gió thì tôi nghĩ là nông trại thì tôi chắc sau này tôi để nông trại bên này quá anh em ơi, thấy không, cho nên là cối xây gió sẽ để nó bên đây đi. Ok, siêu đẹp luôn nha anh em ơi. Đây, và đã lên level 5 chưa? Không biết mấy cái đồ ở ngoài này nó có tính là cho vô nhà không anh em. Ồ, không được nha, hình như là vẫn phải, đúng rồi anh em, hình như là tôi phải trang bị thêm cho mấy trong nhà của tôi, hoặc là nâng hết gỗ lên hay sao ấy. Đây có cái kiến này thì cần đồng nè anh em, nhưng mà tôi nghĩ là đồng là chưa kiếm được đâu, cho nên là ok, cũng tối rồi, tôi sẽ đi ngủ safe rồi mai lên đường luôn nha anh em, và sửa nhà trong kia cái. Ok, xếp rồi mình lên đường, ăn uống cái nào. Đây, hồi nãy có được nhiều cá anh em, cho nên là sẽ ăn một miếng sushi sống, xong ăn một miếng thịt đi để lau thúi, ăn thêm một miếng cá nướng nữa. Wow, quá đã anh em ơi. Ok, mình lên đường thôi. Ok, bây giờ thì sửa bằng cách nào đây? Không lẽ là phải... À, cái chỗ này hả? Nếu vậy thì mình phải vô cái mục sửa chứ đúng không anh em, hay là sao ta? Hay là mình chỉ building thôi. À, đây anh em, chỉ việc để vậy thôi đúng không? Ok rồi, đơn giản anh em. Đây, con đã sửa xong hàng rào cho chú rồi. Bây giờ chú sẽ bắt con làm cái quần què gì nữa. Ok, bây giờ nói về chuyện mấy con bò của ổng nè anh em. Bây giờ thì chết mẹ, ổng bắt tôi coi như là cũng phải đi kiếm bò về cho ổng nữa là sao. Ok, tôi sẽ mang một cái đôi giày có gắn những cái chuông anh em, và khi mà nó nghe những cái chuông đó thì những con bò nó sẽ đi theo tôi. Ok, xong rồi nó nghe cái chuông đó thì sẽ dẫn tụi nó về anh em. Má, mệt ghê không. Ok, và bây giờ thì nó lại lòi ra thêm một vùng mới, hai vùng mới luôn anh em. Ui chà. Đấy, nhưng mà không sao anh em, ở bên khu này tôi cũng đã xây một căn nhà, thấy không, tôi kỹ lắm, tôi xây mỗi một khu, mỗi một căn nhà, và có cả cái bàn, đây cái bàn địa cầu luôn. Cho nên là sẽ mở sớm thôi. Đây nó cần cái gì? Ái chà, nó cần iron ore. Ui, iron ore vậy tôi phải đi qua vùng băng thì mới lấy được rồi. Ba, bắt đầu phức tạp rồi anh em. Đây, không nói nhiều, vậy mình sẽ phát qua cái làng da đỏ nha anh em. Nhưng mà để xem còn, đây tôi còn 4 cái củ cà rốt lận. Rồi, qua luôn. Ok, bây giờ thì tôi không biết là cái chỗ này, ấy da, ui một con sói. À, Iron kìa anh em, hay lắm. Nào sói, mày lại đây, vô chơi mày. Con sói này nó không biết nó có họ hàng với con bét nhà tôi không anh em. Đây, từ từ tôi sẽ gã nó sau, bây giờ tôi sẽ đi lấy Iron trước cái đã. Cái quan trọng anh em, để coi mở hai mảnh có nghĩa là cần phải 8 cái iron lận anh em. Ok rồi, tiếp tục xem. Zombie đây quá trời anh em, nhưng mà bây giờ tôi biết là mình phải cần thiết thì mình phải quánh nó anh em, bởi vì nếu như mà đánh nó xong rồi lụm xác á thì sẽ bị tuột cái sanity này rất là nhiều nha, rất là khó để hồi lại anh em ơi. Cái được bao nhiêu cục vậy? Để tôi xem. Thì so được 8 cục. Ủa sao vậy? À, hồi nãy qua dùng nóng tôi cởi áo ra, bây giờ qua dùng lạnh phải mặc lại. Ui, cứ quên cái vụ này hoài. Anh em thấy không? Khổ cái vậy đấy, phải mặc ra mặc vô. Rồi, ở đây thêm một đống này nữa tôi nghĩ là đủ sắt để mà mở map đó anh em. Ok. Rồi, để mở xem. Hai cái dùng này cần tất cả là 8 iron. Một dùng, đây là dùng trồng bắp anh em, và đây là dùng trồng lúa mạch. Đây bên cái dùng này thì còn một cái nữa tôi sẽ mở luôn, land và farmland. Ok rồi, nó sẽ như thế nào đây? Chơi mấy cái ghép này cũng hơi mệt nha.
Đây, nếu vậy thì tốt nhất thì mình hãy để sát bên nhau thôi chứ không có gì hết anh em. Hay kế bên nhau luôn. Cái bên này cũng vậy luôn. Để sát bên nhà của công chúa nông trại này. Hay có bò, à tôi thấy có mấy con bò kìa anh em. Đây và còn một cái vùng này nữa, Plant và Farmland thì nó nối với lại nó nối ra đây này. Ok, tôi hiểu rồi. Rồi cái này thì để cứ từ từ thôi. Rồi không chờ để trời tối nữa anh em, tôi sẽ phát ngay qua luôn bên công chúa nông trại cái đã. Và tranh thủ lấy luôn cà rốt nếu như qua đó nha anh em. Sắp hết cà rốt thì không có phát được đâu, sẽ cuốc bộ mạch nghỉ. Ok, bây giờ thì lead the cow. Á cha, bên khu rừng bắp này thì có zombie rồi anh em. Nếu vậy thì một hai con luôn. Nếu vậy thì tôi sẽ đi qua bên này. Ui cha, trời tối tụi nó ra đông quá kìa. Ôi tụi nó đứng đầy luôn cái chải bắp rồi anh em ơi. Thôi không vào đâu, máu tôi cũng còn có tí teo à. Tôi sẽ đi qua đây dẫn bò ngay trong đêm anh em. Không biết bên đây có zombie hay không nữa. Hình như là không đâu anh em. Ok. Đây nếu vậy thì tôi sẽ phải mang cái equipment, mang cái giày có chuông này vô. Ok. Nào đi theo anh, đúng rồi. Hai con bò sữa anh em, một con đực một con cái. Rồi đi đi. Mẹ cái nhiệm vụ xà lơ vả nồi. Cái này mình phải đi chậm anh em, mình đi nhanh quá là tụi nó sẽ không nghe tiếng. Ok. Mẹ cái con kia, đi theo tao mày, sao mày lì quá vậy? Con này chắc chắn là con cái nè, con này con đực nè anh em. À, chả biết ai nghĩ ra cái nhiệm vụ rồi nữa. Đây này, nó phải như vậy này, mẹ dẫn bò mà tới trời sáng luôn em ơi, chả hiểu. Cái này tôi không biết anh em, nếu không thôi là mình là xoay cái chuồng, cái cửa của ông chú này qua đây không, nó sẽ dễ hơn đúng không? Đáng lẽ là tôi phải để cái vùng của con bò nào bên cái vùng bên đây mới đúng anh em, phải không? Tôi ngu quá, đúng là xui. Thôi nào, đi theo anh đi, để tôi dẫn nó qua đây đi. Đây rồi, cuối cùng dẫn từ tối hôm qua tới chiều hôm sau anh em mới về được tới tới cái nông trại. Về cái nhiệm vụ vãi cả nồi, ông chú này chơi xỏ mình nè anh em ơi. Nào, còn xúc xôi vào đi. Ok mẹ, tao không phải là con bò đâu, mẹ dắt tao mũi tao như bò. Mẹ cái thằng già mất dịch. Ok, cuối cùng cũng xong và thêm một cái Warpick mới nè anh em. Ok, và ổng cho tôi một cái đôi giày vậy đây anh em. Một đôi giày da chắc chắn. Rồi, bây giờ thì sau khi giúp xong ổng mới chịu coi như giúp lại mình anh em. Đây, ổng đã từng tới đó một lần rồi nha anh em. Đó là một quãng đường rất là dài. Ok, mình sẽ đi qua một vùng sa mạc anh em. Ai chà, và một cái thung lũng. Rồi, lại có một vùng mới nha anh em. Ok. Đây, và tôi cũng nhận luôn một cái nhiệm vụ coi như là nông trại từ ổng nha anh em. Sau này có gì tôi mà muốn phát triển nông trại tôi có thể lại ổng để mà mua hạt giống này nọ. Ok. Đây, nhưng mà để xem nha, cái vùng mới. Cái vùng mới là vùng nóng anh em. Đây đã có vùng lạnh, bây giờ sẽ qua vùng nóng. Hai cái vùng cốt truyện nó sẽ qua vùng nóng nha. Vùng sa mạc và vùng thung lũng anh em ơi. Và mở thêm được ba cái vùng nối với nhau mới nữa này. À chà, câu chuyện sẽ tiếp diễn còn khá dài nha anh em. Rồi, và hẹn anh em ở những tập sau mình sẽ tiếp tục nha anh em. Nhưng mà trước tiên tôi nghĩ là tôi sẽ bỏ ra một vài tập để mà nâng cấp cái nông trại của mình lên xem như thế nào cái đã. Xong rồi mới đi coi như là tìm tiếp cái thị trấn Cốc Street đó nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi tập này cùng chung với The Gaming. Hẹn anh em ở những tập sau của series Above Snack Sinh Tồn và Zombie Miền Viễn Tây. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em và hẹn gặp lại. Chết mẹ, tôi quên tháo cái giày chuông ra, nó kêu hoài anh em. Đây, để tôi tháo nó ra mới được. Ồn vãi cái nồi. Ok, bye bye anh em.